shop topdata.com, shop bán hàng uy tín giá rẻ. Thì ở đây có rất là nhiều trò chơi như là bingo hè và nhiều vòng quay cực kỳ hấp dẫn dành cho anh em. Thế ngoài ra còn có cả thử vận may từ 50k cho đến 200k anh em ạ. Thì anh em hãy đến với shop topdata của mình để ủng hộ cho mình nha anh em. Hi hi. Ayo, what's up man? Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Totecha. Ok, hôm nay quay trở lại với channel thì mình lại làm thêm Totecha đi rừng nha mọi người nhá. Ok. Thì mình hiện tại mình đang chơi danh cao thủ 6x cầm Totecha đi rừng. Ok mọi người, con Totecha đi rừng thì mình thấy cũng bình thường, cũng đam, cũng to đấy. Nhưng mà mình thấy mình thích Totecha đi top hơn, tại vì lên đồ nó bá đạo hơn đi rừng. Đấy. Ok, đầu game anh em farm nhá, game farm xong anh em lên cái giày trước đấy. Anh em đừng có lên đồ đi rừng luôn. Anh em chỉ lên món cấp 1 thôi, xong anh em lên luôn cái giày để rank cho dễ. Rồi, gặp top 1 floor rồi. Thì theo cái quan điểm của mình ấy, thì mình thấy Totecha đi rừng cũng không mạnh đâu. Thì theo quan điểm của mình thôi, còn các bạn này thấy Totecha đi rừng hay đi top mạnh thì các bạn nên comment ở dưới nha mọi người nhá. Violet đã bị teo đắt hành cho sắp mặt. Mình phát xong con quái này mình lên trên mình ganh luôn nhá mọi người nhá. Mày không phải là mày chết này. Ôi ôi. Không phải là toa ngay này. Ôi dồi ôi dậy. Ôi dồi ôi. Có đánh hơn là có đánh. Rồi dùng nhắn mạng vào đấy không cho. Chá đông không. Cho tôi pha mạng đấy là ngon rồi đấy. Ok, hai thằng bị bâu. Thì nay mình lại lên cái video đi rừng khác nhé, không lên cái phiên giáp trước. Anh em muốn phát huy sức mạnh của con Totecha ấy, nó bá đạo nên anh em lên thanh kiếm trước cho mình nhé mọi người nhé. Vì mọi người lên xong cái lấy cho mọi người lấy cái găng ấy, cái găng ấy đấy. Ok. Ok mình lên lúc cái giày đã. Rồi được ra bị Hiroma ép rồi. Sao? Mình được. Không sao không sao, Chúa phù hộ em, Chúa phù hộ em. Anh hỏi là vì sao là mình lại lên cái thánh kiếm đầu tiên trước ấy. Thì mình nói với mọi người nhá, mọi người muốn phát huy sức mạnh của Totecha đầu game mọi người lên cái build đồ đấy trước. À lạc xui à, bạn hết chưa, bạn chết rồi. Rồi hay quá, đập xuống luôn xin cái mạng đầu tiên. Rồi mic không anh chi hết rồi. Ok. Tiếng bạn bắt đầu là bắt đầu tốt xích rồi. Ấy mọi người lên mình thành kiếm trước nhá. Vì cái con này cần đáp chỉ mạng ấy mọi người. Mọi người lấy cái này đầu tiên trước ấy thì mọi người ăn mạng đầu game dễ hơn. Thì mọi người lấy cái thương phá trước thì đam con này cũng yếu lắm. Totecha này đầu game là đam cũng yếu lắm, đi rừng cũng mất mất nhiều đấy mọi người. Rồi. Hay quá phải lo ơi. Rồi, ai đây chết luôn này. Ôi, danh 6x mà chơi củ này toang luôn rồi, ôi trời ơi. Chơi game mà đánh ảo ẩu này. Game bây giờ đầu tiên cho tên mình này. Ôi, đỡ chết rồi. Chưa kịp úp clip. À, chưa kịp đánh phát huy video sức mạnh của Totecha cho anh em xem mà đã tên bạn đã bị tên mình hành 6-2 rồi mọi người ạ. Này sao với tên video đây? Tên bạn là mình thấy là bích ẩu nhá mọi người nhá. Bích Guido đi rừng ấy. Guido đi rừng mình thấy đầu game nó phế lắm. Đếch game thì khỏe. Ok mình dình nó hiêm ma này. Rồi mày không về mày chết này. Không về mày chết này. Anh em comment mình làm clip chốt AD bạn 12 mạng. Mình hỏi anh em nhá, cái đánh cao thủ 6x này này, nó di chuyển thấp với cả di chuyển hay lắm mọi người ạ, không thể bắt được AD đâu. Anh em lưu ý nhá, đánh hơn đánh 2-3x may ra mà bắt được AD. Rồi pha này lên luôn này anh em ơi, lên luôn, không về nữa mày quân mình rồi. Ây da, kéo kéo đi kéo kéo, hay quá cờ đăng ơi. Rồi
Trời ơi, chưa đánh đã thua rồi anh em ơi. Tên bạn kiểu bị tên bị hành quá. Tên bạn lên game khỏe phết đấy mọi người. Thế này mình định chốt AD 12 mạng ấy, nhưng mà AD nó thủ rồi. Bị cái support ké đấy, thế này sao mà chốt được. Thôi về thôi, về không ăn được không? Đó, anh em lên thành kiếm ấy, cái đam của anh em nó farm nó nhanh hơn anh em ạ. Vừa chí mạng với cả farm nó nhanh hơn hẳn. Mà không lên cái thành kiếm trước ấy, mọi người lên xin cho phá ấy, farm chậm lắm mọi người ạ. Rồi, múa ảo cân luôn này, đập luôn, cướp rừng luôn, sợ gì. Như đu đầu game phế. Cướp đi, thôi mình xin người xanh nhá. Rồi, tiếp bạn, bất lực luôn, bị quý hành cho bất lực luôn. À, trận này cũng ổn đấy mọi người ạ. Phó lo cũng múa hay thế. Mình tạo canh từng dưới thôi. Nhưng mà trong trận nó cũng phế luôn rồi. Trời ơi, tôi xích luôn rồi. Đánh đánh đống cầu này là toang rồi anh em ơi. Rồi bắt đầu chửi nhau rồi. Chửi nhau mình các cậu mình lại lợi thế anh em ạ. Các bạn càng tốt xích thì thêm mình lại lợi thế nữa. Các bạn kiểu mà thấy ai fit nhiều quá ấy. Là chat là thua rồi. Trong khi các bạn lấy kiếm khỏe. Đánh đi. Thôi mình không quan tâm nữa nhá. Rồi. Muốn đưa mình lên anh em cân thoải mái. Con này nó trâu quá, mình cũng trâu hơn. Ok, mình lên thành kiếm xong rồi, mình lên nốt cái lên cái lên có lên lên đồ Murasa hay là cái lanh. Thôi mình lên cái lanh luôn đi. Tại bạn không trâu lắm. Được có mỗi con cái đu mỗi con Wonder trâu thôi. Rồi luôn. Đánh 6x quẻ cao ung đấy. Đấy, 6x đấy. Đánh kiểu này đấy. Rồi đi lẻ này. Rồi. Đấy, 6x đó. Ok, mình lên cái phương kiếm nhá. Có vẻ mình thấy anh em thích mình bình luận. Đúng không anh em? Mình bình luận hay mà. Thôi mình chiều đấy. Mình bình luận có lúc hay, có lúc không hay thôi anh em nhá. View cao phết anh em. Trời ơi, Violet một bắn thoải mái này. Trời ơi, một bắn nó trụ. Trận này mình khỏi ấy rồi. Khỏi thể hiện rồi. Là ta làm gì đấy bạn ơi. À mình lưu ý nhá, thêm bạn các bạn đừng tưởng là tên bạn xe thuật là tên bạn hổ báo đấy, ảo tưởng sức mạnh nhá anh em nhá. Tên bạn khỏe nhưng mà tên bạn yếu phế nhưng mà lấy game ấy, biết farm ấy, tên bạn khỏe lắm, áp 2 khống chế cơ mà. Mình thấy mùa này tôi lên là kêu qua con pháp sư bá nhất đấy, từ giữa ấy, mình thấy thế thôi. Đam con lận đam nó ảo quá, sốc 1-2 chết luôn. Nhưng mà gặp mình ấy là tắt điện ngay. Rồi, máy đi lẻ à. Máy đi lẻ, mày chết rồi, mày chạy được mà mắt, chạy ủ với cái. Chạy là đánh nhau xong chạy. Trời ơi, ép này sao mà chơi đây, trời ơi. Ui ôi, tốc biến à, ghi à, thôi ăn dầu thôi. Cho teo ép bắn luôn, không xin nhê luôn. Mày ngon mà vào đây này. Thằng đi đâu mai phế rồi, đứng gì ấy. Mày vào đây luôn này, này. Trời ơi, vẫn mới đốt này, sao mà ăn được mình vẫn. Rồi ôi, đã thêm ông ghi đu nữa. Chúng mày hiến mạng cho anh à? Rồi xin chúc bùa kêu nhá. Rồi chạy hộ cái. Được cái bùa rồng nữa sao chạy nổi các bạn. Rồi khỏe rồi, chúc bùa kêu dành cho mình rồi. Ok, mình sẽ lên cái lanh Felix nhá. Thôi lên cái lanh, lên cái kiếm nhá. Thôi mình nghĩ mình lên cái lanh đi. Kiếm cũng đủ ổn đấy, nhưng thôi lên cái lanh đi nhỉ. Ghi lên win nha. Ok, mình lấy cái lanh đi, cái lanh khỏe hơn. Ok, hút máu anh em ạ.
Ok, ăn xong farm xong quái đừng lên ép trụ luôn anh em nhé. Đấy, phe bắn kìa. Này thì Wonder chúng tôi, Wonder lựa cho lựa cây. Rồi xong thả mít không về là chết này. Một AD nó thủ ghê quá anh em ạ. Mình áp sát được nó anh em. Kéo lại anh em ơi. Kéo lại. Ôi gì chúng kìa. Không sao ép trụ được Win thôi anh em ơi. À những người trong Win được anh em ạ. Tôi bảo ép trụ có hai người ép trụ Wonder với Talat không Win được. Thôi về ăn thật đi. Lên Win luôn đi. Không để tới bạn đến game nó là kèo lúc nào không biết đâu đấy. Anh em mà thấy lên cái kiếm chi hồn mà nó không trâu ấy, anh em lên diều viên than ấy. Mày chạy hổ cái bằng trụ một vả ra cái nhẹ có mạng anh em ạ. Đấy quân đơ sợ ngay rồi, sợ ngay không dám vào đánh nhau mình được. Ui mình về nữa. Ok thì mình cũng ép luôn trụ vào cái lúc clip này luôn nhá. Gọi là bất lực luôn. Ok thì cảm ơn anh em đã xem clip của mình. Thì mong anh em hãy ủng hộ xem quảng cáo, hết quảng cáo và ấn like và subscribe chia sẻ cho mình thêm động lực ra clip tiếp theo. Thì chúc anh em buổi chiều vui vẻ nhé. Bye bye anh em nhé. Hẹn anh em vào clip tiếp theo. Subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.